Nội thất Y Uân trân trọng kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Trước mắt mọi người đây là bộ tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá, hàng cột liền, yếm liền, chân vén đế liền. Bộ này bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Thiện ở Hòa Liên, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Bộ này gồm có 6 món, một đoạn hai ghế đơn, một bàn, một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Bàn bên em đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió, đôn đầu bàn thì đục cựu ngư quần hội. Kính mời anh Thiện cùng tất cả mọi người dành ra một ít phút để Nội thất Hữu Huân giới thiệu qua thông số bộ bàn ghế này. Đầu tiên là cái đoạn. Đoạn như mọi người nhìn thấy thì cái dáng ghế cực kỳ là đẹp từ dưới lên trên. Phần dưới thì bên em làm chân khớp đế liền, chân khớp đế liền. Và toàn bộ là cột liền, yếm liền. Chất liệu gỗ hương đá 100% vách ghế thì bên em đục bức tranh cây sinh chữ Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ và bức tranh này thì bên em đục tỉa vô cùng là kỹ, gọn gàng, sạch sẽ. Có nghĩa là khi mà bên em đục xong bằng máy thì toàn bộ thợ hoặc là nghệ nhân, những cái nghệ nhân ưu tú nhất của Nội thất Hữu Huân là đục tỉa lại bằng tay. Thế nên những cái đường nét này từ các cái đường nét hoa dây ở bên rìa hay là ở phần trung tâm là bên em đục tỉa lại rất là kỹ. Đục tỉa lại rất là kỹ, thế nên những cái đường nét nó mới trở nên sắc nét và nhãn nghị như thế này. Cực kỳ là đẹp. Thì khác hẳn so với hàng đại trà trên thị trường, nếu mà mọi người để ý thì sẽ thấy lông lá hoặc là sơ gỗ rất là nhiều, sẽ không bao giờ được nhẵn mịn hoặc là được sắc nét như những cái sản phẩm mà đục tỉa kỹ. Từng các cái chi tiết hay từng phiến lá tùng, chú chim hay là những cái hoa dây đều được bên em gọn, đục tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Hàng là hàng cột liền, yếm liền. Cột liền hết, không phải chấp ghép. Đấy, liền cả một khối gỗ. Khuôn tranh và ván cũng vậy, liền cả một tấm. Liền một tấm. Và sơn thì bên em sử dụng nước sơn cao cấp nhất hiện nay là sơn O7, rất là đẹp và hạn chế xước. Sơn này cũng rất là thân thiện với người dùng, rất là tốt trong quá trình sử dụng. Chương thì đục rơi, có ý nghĩa là phúc. Chống thì bên em đục ngây, có ý nghĩa là trấn hung trừ tà, một trong những các linh vật rất là tốt trong phong thủy. Bộ bàn ghế này là làm theo phong thủy, thế nên những cái chi tiết trên bộ bàn ghế đều được tính toán và đều được lồng ghép phong thủy và mang những cái ý nghĩa rất là tốt cho gia đình và cho ai sở hữu được bộ bàn ghế này. Tiếp theo đến là cái bàn. Bàn này thì có kích thước là 70 x 1.4 m, thì mọi người có thể nhìn qua về bức tranh ở bàn thì bên em đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Bức tranh này thì có ý nghĩa là mong muốn cho công việc trong gia đình đều được thuận lợi, may mắn. Bức tranh rất là đẹp, mọi người có thể nhìn qua cực kỳ là nhiều chi tiết. Thì thay vì treo một bức tranh thuận buồm xuôi gió trong gia đình thì bên em tích hợp cái bức tranh này vào mặt bàn. Thì có thể là thay thế bức tranh treo thì mọi người có thể vừa uống nước vừa thưởng thức những cái vẻ đẹp của bức tranh và những cái nét rất là thơ mộng và bình yên. Những chú chim này bay trên biển hay là mây núi, cánh thuyền thì xuôi theo dòng nước nhanh về đến đích, hay là cây tùng hà cũng mong muốn là cho mọi công việc đều được thuận lợi, hướng về tương lai tốt đẹp. Đây là ý nghĩa của bức tranh thuận buồm xuôi gió này. Và bàn thì bên em làm hai ngăn kéo ở hai đầu, hai ô ngăn kéo. Đôn ngồi thì có kích thước là vuông 40 và đôn đầu bàn thì bên em được bức tranh là cửu ngư quần hội, 9 chú cá đang vui quây quần. Bức tranh này thì mong cho công việc được buôn bán được suôn sẻ, kinh tế được dư giả, để ý nghĩa của phong thủy. Tiếp theo đến là hai chiếc ghế đơn của bên em thì có kích thước là 1m07, sâu 75 và cao 1m2. Toàn bộ thì vẫn mọi người nhìn thấy phần dáng ghế này, chân vén đế liền, pháo ống cực kỳ là đẹp và cột cong mềm mại. Và dáng cột là cột liền yếm liền. Vách ghế thì bên em được bức tranh là phú, bức tranh cúc và cây tùng, đồng thời có chữ phú và quý, rất là đẹp. Cột liền yếm liền, vân veo thì gỗ hương đá bên em tuyển chọn. Các chi tiết đục tỉa đều được làm nhẵn mịn, gọn gàng, sạch sẽ từ dưới lên trên. Mua những cái sản phẩm mà được làm kỹ thì sẽ khác hẳn so với những cái sản phẩm làm dối, làm ẩu. Và cái giá trị mà nó nhận được nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đẹp từng chi tiết. Thì những tiền nào của đấy thôi. Nếu mà bớt công rồi bớt nguyên liệu hay là
hay là chạy theo cái giá rẻ thì sản phẩm không bao giờ được đẹp như thế này. Bên em thì chuyên làm hàng kỹ, chuyên làm hàng chất lượng. Thế mọi người nếu mà mua thì cũng cân nhắc lựa chọn những cái sản phẩm kỹ làm đẹp, thay vì là cân nhắc một vài triệu tiền chênh lệch thì sẽ rất là dễ rơi vào cái cạm bẫy giá rẻ, thì không cẩn thận sẽ mua phải hàng kém chất lượng. Xưởng em thì bán tận gốc, thế nên chắc chắn là mọi người mua tận xưởng thì sẽ hơn là mua tại cửa hàng. Bán giá gốc rồi thì nên chắc chắn là ưu đãi hơn nhiều so với mua qua cửa hàng hay là mua qua một bên thứ ba nào đó. Đoạn thì em nhắc lại kích thước, đoạn này có kích thước là 2m43, sâu 75 và cao 1m2. Bộ bàn ghế được làm rất là cẩn thận và đẹp. Nếu mà ai đang quan tâm đến cái phân khúc tần thủy hoàng này thì có thể nhanh tay gọi đến Nội thất Hữu Huân để được tư vấn và được báo giá trực tiếp. Bên em nói không với pha tạp gỗ, 100% chất liệu gỗ hương đá là bên em cam kết từ thanh gỗ nhỏ nhất. Và một khi đã là những cái sản phẩm mà bên em sản xuất ra thì dù hàng thường hay hàng VIP thì bên em vẫn đảm bảo cam kết làm kỹ, làm đẹp hết mức có thể, để cho cái sản phẩm mà mọi người mua về là những cái sản phẩm mà mọi người cảm thấy xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ ra, không còn gì để tiếc nuối, và ngồi vào bàn ghế cảm thấy vui vẻ thoải mái chứ không phải lăn tăn gì hết. Và bên em luôn tâm niệm lấy cái chất lượng và uy tín đi lên hàng đầu. Bán tại xưởng, nếu mà ai có điều kiện có thể qua tận xưởng Nội thất Hữu Huân kiểm tra và ký nhận mộc. Bên em có website là nộithathuyuhuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Triệu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người có thể liên hệ số hotline là 0988685625 để được tư vấn và báo giá trực tiếp. Bên em cũng có số Zalo này luôn. Mọi người cũng có thể là theo dõi kênh YouTube Nội thất Hữu Huân hoặc là fanpage Đồ gỗ Nội thất Hữu Huân để được cập nhật những cái thông tin mới nhất. Và xin cảm ơn anh Thiện. Cảm ơn anh Thiện đã tin tưởng và đặt hàng tại Nội thất Hữu Huân. Kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và phát đạt. Cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.